những giả thiết kỳ bí và căng não xoay quanh BTS vẫn chưa dừng lại. Hãy cùng xem Ami đã giải mã được những theory điên đầu nào của BTS nữa nhé. Jungkook là đứa trẻ ở Omela, fan suy đoán rằng có sự kết nối giữa MV Fake Love và chuyện ngắn The One Who Walk Away From Omela tạm dịch là những người bước đi khỏi Omela. Của Ursula Kalegin, trong câu chuyện, một đứa trẻ bị nhốt ở dưới tầng hầm của thành phố Omela, phải hy sinh hạnh phúc của bản thân với mục đích là đổi lấy cuộc sống ấm no cho cả thành phố, Ami tin rằng ở câu chuyện trong phách lớp, Jungkook đã hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của các thành viên. Nếu không thì các thành viên sẽ phải chịu vòng luẩn quẩn không hồi kết đó. V là người điều khiển. Liệu V có thể là người điều khiển Jin? Thật sự giả thiết này vô cùng khả thi. Tuy nhiên, trong clip hậu trường buổi quay MV Blood Sweat Tears, Suga mới là người đảm nhận vai bịt mắt Jin nhưng vì cảnh đó trông khá buồn cười nên đạo diễn đã để V đóng cảnh này việc có thể thay đổi nhân vật như vậy lại dẫn đến một số theory khác, vai trò của các thành viên có thể không cố định. Cảnh này dẫn chúng ta quay về với MV Blood Sweat Entia khi V đóng vai một thiên thần xa ngã không còn cánh trên lưng. Trong MV có cảnh V nằm dưới tấm vải liệp, phần đen tối bên trong V được bộc lộ khi tấm vải này được nâng lên. Việc tấm vải được kéo lên giường như xảy ra cùng thời điểm với sự việc Jin hôn bức tượng thiên thần có đôi cánh đen. V đã giấu đi bản chất thật của mình phía sau mặt nạ và tiếp tục giấu nó một lần nữa trong Singularity khi đeo lên chiếc mặt nạ trắng. Điều này khiến nhiều fan đặt ra giả thiết rằng nhân vật của V là vai phản diện. Nhân vật bí ẩn giấu mặt, nhiều Ami tin rằng nhân vật đeo mặt nạ trong phách lớp và nhân vật mặc áo choàng đen trong phai có thể là cùng một người. Điều này có thể lý giải tại sao câu chuyện của Suga và Dung Cúc lại liên quan đến nhau nhiều như thế. Khi Suga bắt tay với nhân vật đội mũ trong phai, đây có thể được hiểu như một thỏa thuận bán linh hồn và việc này ngụ ý đã phong ấn số phận bốc cháy tan biến. Bị lửa thiêu cháy của Suga, xuyên suốt các theory, Dung Cúc cố gắng để cứu Suga khỏi đám cháy. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại, có thể ở đoạn cuối của fake lớp Việc Dung Cúc chuẩn bị giao dịch với nhân vật đeo mặt nạ kẻ mà có thể sẽ trừ khử chính giao dịch của Suga sau đó. Nhiều khúc mắc vẫn còn tồn tại xoay quanh nhân vật mặc áo choàng đen bí ẩn thế nhưng nhờ phiên bản mở rộng của MV Fake Love được tung ra gần đây. Nhiều giả thiết từng được nêu ở trên đã bị lung lay. Ở cuối video bản mở rộng này, Dung Quốc đi ra cũng có thể là thoát khỏi tòa nhà và mặc áo choàng đen. Khi Dung Quốc đeo lên chiếc mặt nạ này, nó chỉ ra rằng em út của BTS chính là nhân vật mặc áo choàng đen trong xuyên suốt MV Fake Love. Những cây phơi áo trong MV đều chống trơn bởi toàn bộ áo choàng đen đều đã được mặc bởi các phiên bản khác nhau của 6 thành viên còn lại. Như vậy, có thể suy đoán rằng tại Magic Shop, tên áo đen mà các thành viên BTS gặp chính là bản thể đeo mặt nạ của chính mình, với đoạn cuối còn giang dở thế này, thật khó để biết câu chuyện của BTS sẽ còn tiếp diễn như thế nào. Hiệu ứng cánh bướm và người du hành thời gian Jin trong theory rắc rối này. Hiệu ứng cánh bướm là hiện tượng khi một thay đổi nhất định xảy ra. Dù nhỏ vẫn có thể gây ra hậu quả lớn ở đâu đó, con bướm là một hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện của BTS và có thể là sợi dây núi của theory này. Hình ảnh này từng xuất hiện trên một lá bài trong MV Jun. Thành viên V dường như đã bắt trước lá bài khi nằm trên tấm đệm trong video On Stage. Prologue AM là người đầu tiên chạm vào V và cũng chính là người cầm lá bài có hình ảnh con bướm ở trên. Bước sang MV I Need You, đây là sản phẩm giới thiệu về cốt truyện của mỗi thành viên các MV sau tái hiện tưởng tượng lại mỗi tình huống theo nhiều cách khác, hỗ trợ cho ý tưởng chỉ một thay đổi nhỏ ở hiện tại cũng có thể làm biến đổi tương lai. Từ ai Need You trở đi, tất cả các cốt truyện đều liên quan chặt chẽ đến Jin, khiến nhiều fan tin rằng anh chàng chính là người du hành thời gian người đã thay đổi đi thay đổi lại số phận của các thành viên. Trong video Europhia, sự xuất hiện của Jin cuối cùng cũng thành công. Trong video On Stage, Prologue, V là người đã nhảy xuống biển. Tuy nhiên, ở Europhia, Jin đã nhảy ở vị trí của V, điều này gợi ý rằng rất có thể Jin đã thay đổi hoặc hoán đổi số phận của cả hai. Thế nhưng, sản phẩm vừa phát hành gần đây fake lấp lại ngụ ý sau cùng thì số phận không thể bị thay đổi. Jin người đã thực hiện nhiệm vụ thay đổi số mệnh của cả nhóm lại đang bị nhốt một mình trong một căn phòng, giống như các thành viên khác, khi Jin đổi chỗ cho V. Có vẻ như vai trò người du hành thời gian một người thay đổi định mệnh của Jin đã chuyển sang cho Dung Cúc, tiếp tục vòng xoay tiếp diễn của họ. Trong video, Dung Cúc chạy khắp tòa nhà, thế nhưng giống như Jin, Dung Cúc cũng không thể cứu được các thành viên của mình, loài hoa Smerando. Fan vốn đã nghi ngờ từ lâu rằng loài hoa này có mối liên kết phức tạp với BTS. Hoa Smerando vốn không tồn tại ngoài đời thật, được phát hiện vào ngày 12 tháng 6 năm 2013, BTS debut vào ngày 13 tháng 6 năm 2013. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 Jin đã thêm dầu vào theory này khi đăng tải bức ảnh mình cầm một bó hoa với dòng caption. Smerando một bình hoa này cũng xuất hiện một đoạn ngắn trong MV Jun. Hai năm trước bài post kia của Jin, fan tiếp tục sốc khi thấy sự xuất hiện của loài hoa này lần nữa gần đây. Gần một năm sau bài post kia, khi BTS phát hành MV Singularity, trong MV, có thể thấy về cầm một thứ rất có thể là biểu tượng của loài hoa này, loài hoa này không tồn tại trong tự nhiên, nhưng có thể tạo ra được bằng cách phun sơn xanh lên hoa trắng. Phần lyric trong đợt chút ăn tâu nhắc đến một bông hoa xanh mà nở trong một khu vườn cô độc, loài hoa này còn có trong đèn lồng của Jin trong MV Fake Love, mọi thứ đều là lời nói dối. Trên Twitter, một tài khoản mang tên Love First 5353 đã đưa ra giả thiết rằng tất cả những gì chúng ta thấy trong vũ trụ MV của BTS có thể là sai. Bản dịch của bài viết đã được retweet hơn 20.000 lần và khiến nhiều ami bị sốc. Theory này lấy teaser của fake love là nền tảng để lý giải. Nhiều vật thể trong teaser đại diện cho những nỗi sợ. Những món đồ BTS đã nhận để trao đổi cho những nỗi sợ đó là những ký ức đại diện cho hạnh phúc. Magic Shop là nơi kỹ thuật tâm lý mà đổi nỗi sợ để lấy một thái độ tích cực. Câu này xuất hiện ở đầu teaser của fake love. Tuy nhiên, những ký ức này ở trong highlight reel lại không hề có thật. Chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.